Chào các bạn nha. Thì trong cái video ngày hôm nay, Cường Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn một cái thức uống rất là ngon và mát trong những cái ngày hè nóng nực, đó chính là nha đam đường phèn. Và ví dụ như nhiều bạn làm nha đam đường phèn hay bị đắng đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái bí quyết làm sao để mình sơ chế nha đam nó hoàn toàn không bị đắng luôn. Được nấu những cái ly nha đam đường phèn như thế này, ở nhà uống nó vừa mát và nó an toàn cho sức khỏe nữa ha. Ok, thì nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách nấu nha đam đường phèn tại nhà như thế nào thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn, để ai cũng có thể dễ dàng thành công nhé. Rồi bây giờ để nấu cái nước nha đam đường phèn á, thì mình chuẩn bị ở đây là hai bẹ nha đam ha các bạn ha. Hai bẹ nó bự chút, bẹ nha đam nấu thì các bạn phải lựa những cái bẹ to đó và nó xanh nó tươi, chứ đừng lựa những cái bẹ nào nó héo và nó nhỏ nha. Bẹ héo bẹ nhỏ thì ăn uống nó không ngon. Chanh thì mình dùng nó khoảng nửa trái là vừa, một chút nữa cái chanh này nó sẽ khử đi cái độ nhớt của cái nha đam. Rồi lá dứa nè, lá dứa hay một số bạn ở ngoài miền Bắc á còn gọi là lá nếp ha, mình nấu để cho nó thơm cái nước. Và nha đam thì mình sẽ nấu với lại đường phèn để cho nó mát. Không có đường phèn thì các bạn dùng đường cát cũng được, đường cát thì nó không có tốt bằng đường phèn thôi. Rồi một chút xíu muối. Lá dứa thì bây giờ mình sẽ đi rửa sạch ha các bạn ha. Mình sẽ nấu cái nước lá dứa này trước, rồi mình trong thời gian đi nấu lá dứa thì mình sẽ đi sơ chế cái nha đam. Rồi lá dứa thì khi mà các bạn rửa sạch rồi đó, mình bó lại thành một bó ha, mình sẽ cho vào trong cái nồi đó. Mình nấu cái nước lá dứa trước để cho mình tạo cái mùi thơm á các bạn. Trời nóng á, các bạn nấu nha đam đường phèn các bạn uống nó mát mà nó ngon. Ở nhà mình nấu thì mình an tâm hơn về chất lượng ha. Nấu bên ngoài nhiều khi người ta dùng đường hóa học á, nó không có tốt cho sức khỏe. Mình muốn cho nó thơm nhiều thì mình dùng nhiều lá dứa ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nấu cái nước lá dứa này trước khoảng 20 phút. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi sơ chế cái phần nha đam. Về cái nha đam thì nó nguyên bẹ như thế này, các bạn cắt làm đôi đi, chút nữa mình cắt cho nó dễ. Sau khi mà các bạn cắt làm đôi rồi á, mình gọt hai cái bên gai của nó nè nha, hai cái bên gai á gọt bỏ. Rồi bây giờ các bạn sẽ gọt cái mặt trên, còn cái mặt dưới thì mình để nha các bạn. Các bạn gọt vỏ, các bạn gọt mặt trên trước. Và khi mà gọt á thì các bạn cố gắng là mình không có để lại cái phần vỏ màu xanh, cái phần vỏ xanh nha đam á, cái vỏ xanh này nó sẽ rất là đắng. Sau khi mà mình gọt cái lớp vỏ xanh ở trên rồi đó, thì bây giờ các bạn cắt hạt lựu trên chính cái miếng này luôn. Tại vì khi mà các bạn cắt cái bẹ nha đam ra riêng á, rồi mình cắt hạt lựu nó rất là trơn và lâu nữa, nên là mình để trực tiếp lên cái miếng này luôn ha các bạn ha. Cắt cho nó nhanh. Cái hạt lựu xong rồi, chút nữa mình chỉ cần đẩy một dao là nó ra hết à. Tiết kiệm thời gian cho các bạn rất nhiều luôn. Đó, như vậy ha các bạn ha. Hàng cái nha đam nè, sạch sẽ, không có một chút gì hết. Vỏ xanh luôn. Phải nhanh nữa đúng không? Nói bạn nào mà hay làm nha đam uống hoặc là hay bán, muốn bán nha đam á, đường phèn á, thì nhớ xem cái làm theo cái mẹo này của mình nha, cắt rất là nhanh. Về cái phần đầu ở trên này cũng vậy luôn, đầu trên thì các bạn cũng cắt hai cái bên gai của nó. Cắt xong rồi mình gọt cái vỏ ở phía trên. Các bạn thấy cắt nhanh không? Nha đam mà sau khi mà mình gọt rồi đó các bạn, thì bây giờ mình xả vào lại nước lạnh nha. Các bạn xả khoảng 5-6 lần nước lạnh để cho nó hết nhớt. Rồi sau đó thì mình mới đi ngâm, ngâm với lại muối và chanh. Chứ còn các bạn mà không có xả với nước lạnh á, mà các bạn ngâm luôn á, thì nó không có hết đắng đâu. Rồi bây giờ là hết nhớt rồi ha các bạn ha. Các bạn rờ miếng nha đam á, các bạn thấy nó không còn nhớt nữa là được nha. Chứ mà nó còn nhớt là phải rửa khi nào mà nó hết nhớt thì thôi. Rồi sau khi mà mình rửa xong rồi á, thì bây giờ mình chuẩn bị một cái trái chanh.
mình cắt làm đôi ha, mình dùng nửa trái thôi nha các bạn. Muối thì mình cho nó khoảng một thìa cà phê. Mình mà ngâm muối và chanh nhiều quá thì cái nha đam nó lại bị chua và bị mặn đi. Chút nữa mình nấu cái nước uống nó cũng không ngon. Thời gian ngâm là khoảng 10 phút ha các bạn ha, ngâm khoảng 10 phút là được. Sau đó ngâm xong rồi thì các bạn xả lại với nước lạnh để cho cái nha đam mình nó hết cái chua. Hết cái chua và cái vị mặn của nó. Bây giờ về cái nha đam, sau khi mà các bạn đã ngâm với lại muối và chanh rồi thì mình sẽ trộn sơ với lại nước sôi ha. Mình trộn như vậy thì cũng sẽ giúp cho cái nha đam của mình nó loại bỏ hoàn toàn đi cái đắng của nó luôn. Giả sử như bạn nào muốn làm để kinh doanh để bán đó thì các bạn nên làm cái bước này ha, cho nó kỹ. Các bạn trộn nó khoảng 1-2 phút á, xong rồi mình sẽ vớt ra và ngâm nó vào trong một cái thau nước đá để cho cái nha đam của mình nó có cái độ giòn. Đó là nhà đam nó phải trắng phau như vậy ha các bạn ha, và nó không còn một chút xanh nào luôn á thì nó mới không đắng. Chứ còn mà các bạn gọt còn cái phần màu xanh á là nó sẽ rất là đắng. Rồi khi mà cái nha đam mình mà nó nổi lên như thế này nè, hoặc là các bạn trụng khoảng 2 phút á thì bây giờ mình vớt ra. Ha, mình ngâm nó vào trong cái thau nước đá. Trong quá trình mà các bạn vớt cái nha đam ra thì mình đừng tắt lửa nha các bạn. Các bạn tắt lửa là cái nước á nó hút ngược lại vào trong cái miếng nha đam. Thì nhiều khi là mình trụng chăng nữa thì nó cũng vẫn còn đắng à. Rồi bây giờ mình sẽ thêm đường phèn. Đường phèn thì các bạn mà uống ngọt nhiều thì các bạn cho nhiều đường. Ngoài đường phèn ra thì các bạn cho vào đây một cái nhúm muối ha, một xíu thôi. Khoảng 1/4 á, 1/4 thìa cà phê muối. Để cho cái nha đam mình uống nó đậm đà. Rồi bây giờ mình nấu cho cái nước đường này nó, cái đường nó tan ra đi. Rồi các bạn hãy cho nha đam vào. Đó, các bạn cứ nấu cho cái đường nó chảy ra hết rồi các bạn có thể là nêm nếm. Nếu mà nó chưa có ngọt thì mình cho thêm đường phèn ha. Rất là thơm mùi lá dứa luôn, thơm phức luôn. Rồi lúc này là mình nêm nếm cái nước á, nó ngọt rồi. Bây giờ mình sẽ cho nha đam vào. Các bạn nấu khoảng 15-20 phút nha. Để cho cái nha đam mình nó chín hoàn toàn luôn. Trời hè mà nó nóng nực các bạn, đi làm về uống một cái chai nha đam đường phèn vừa mát mà vừa ngon nữa. Nha đam đường phèn các bạn nấu ở nhà thì các bạn có thể để được khoảng từ 3 đến 5 ngày nha, mình uống thì nó sẽ ngon. Để lâu hơn nữa thì vẫn được, nhưng mà uống thì nó không thơm, nó không ngon. Các bạn bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nha. Rồi thì đây chính là hai cái ly nha đam đường phèn mà mình vừa nấu xong. Thì sau khi mà các bạn nấu xong rồi mình để cho nó nguội rồi mình cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh nha. Mình uống lạnh thì nó sẽ ngon hơn. Đó, nha đam nè, làm tại nhà luôn, vừa ngon vừa an toàn cho sức khỏe nữa. Ok, thì hy vọng là qua cái video này Cường Khúc Hích đã chia sẻ với các bạn cách nấu nha đam đường phèn. Hy vọng rằng là các bạn cho thích thức uống này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel để giúp mình đạt được 100.000 subscriber nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.